Mời các bạn cùng xem quá trình đẻ của Melsi. Chó cái giống của trại chó Rottweiler. Đàn con của Melsi và Bruno. Như các bạn nhìn thấy, con mẹ nó sẽ cắn nhau, ăn nhau và cắn rốn cho con chó con. Chúng ta cần hỗ trợ cho con chó nó sinh sản. Một trong các việc cần làm là hạn chế con chó ăn quá nhiều nhau, chỉ nên cho ăn 3 đến 4 nhau thôi. Đi liếm cho con này. Đây. Đi. Đi. Ở trại mình thì mình sẽ cắt rốn giúp cho con mẹ. Việc con mẹ liếm rốn, cuống rốn cho con nó sẽ giúp cho cái cuống rốn nó được cầm máu và sát trùng. Khi mà chúng ta để cho con chó mẹ nó sinh sản tự nhiên thì một là cái tỷ lệ cho con mà bị không may mất trong cái quá trình sinh sản, hai là con mẹ có cái rủi ro về việc là có thể bị rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều nhau, và con chó to nó mang bầu rất mệt. Nên chúng ta giúp hỗ trợ nó, cũng là giúp nó đỡ được một phần việc đi. Đây, xem một nhóc đẻ ra như thế nào. Mới cho ti xong đấy, ngủ cả ở cạnh bụng mẹ rồi mà vào đây vẫn cứ là trực trực, có những con trực trực mút nha, nhìn là đói lắm, trôi ngay đi. Ở trại mình thì trong vài ngày đầu sẽ cho con được tách ra, không nằm chung với mẹ, cho nằm với mẹ khi cho con bú thôi. Đây, nó ăn xong rồi đấy. Sao nào, đực cái thế nào? Đây là đực này. Cái này. Đực này. Đực tiếp này. Ba đực này. Cái này. Ba cái này. Cái này. Con còi này thì được rồi. Bốn đực bốn cái. Rồi, đây là khi mà chúng nó đã được ăn no.
chỉ khoảng 30-40 phút sau là sẽ lại quay ra mút nhau như là đói lắm. Đây, mơ ngủ đang mút đây này. Mấy nhóc này thì con sinh sớm nhất là sinh từ 7 giờ sáng ngày hôm nay, và con muộn nhất là 5 giờ chiều. 8 con này. Trong bụng của mẹ Melsi thì vẫn đang còn mà chưa sinh. Đây, Melsi đây. Bụng nó vẫn còn một con hoặc hai con nữa. Hy vọng là một con nữa thôi, không là thiếu ti. À, cho con của Melsi đẻ ra rất là chắc. Cho con người chắc, lông ngắn,